Let's go. Hello cả nhà mình. Thank you.
nhau. Cảm ơn cả nhà mình nhiều nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nè. Hôm nay cả nhà mình có kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 ngày 1 năm. Vui không? Mình sung tiếp nha, tại vì mấy hôm nay là đi làm với lại để cho mọi người nghỉ lễ nên không có like. Hôm nay em lên like nè. Cả nhà mình nhớ ủng hộ nha. Chia sẻ cho Vi đi ạ. À. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho Vi nha, chúng ta cùng sung nha. Để Vi tìm ca khúc nào nè. Yêu Vi. Cảm ơn chị Diễm. Nay nghiêm túc. Không, cái này là phải sexy xíu, nhưng mà em cài then chốt rồi. À, kỹ lưỡng rồi, không có sợ hớ hàng nữa. Hôm nay cài cái hột nút lên tới tay luôn. Nhìn rất là nghiêm túc, thanh niên nghiêm túc nha. Ngày đất nước hoàn toàn. Ngày của đất nước là em phải nghiêm túc đàng hoàng chứ hở hang là không được rồi. Hôm nay em lớn rồi mà. Cảm ơn cả nhà mình nha. Cả nhà mình nhớ follow và chia sẻ cho Vi nha. Em thấy mặt cười rồi, em vui rồi đấy. Thấy không? Nay Vi rất là nghiêm túc nha. Thanh niên nghiêm túc, lớn rồi mà. Ngày của đất nước mà. Đúng không cả nhà? Cả nhà mình có đi đâu chơi không? Có gì vui kể em nghe đi. À, một ca khúc bây giờ là cho... Hey hey! Hey, xinh đẹp lắm! Nè em tay tua tay tả đây! Ôi, nó hết kèo rồi. Hey, hey. Em bắt tung, giờ tung nhạc bị sai rồi. Nụ hồng mong manh. Dạ ơi, em đây ạ. Chị Dung, em đây. Hello chị Khánh. Hello cả nhà mình nha. Chia sẻ cho bài đi nè. Để mọi người cứ yêu cầu thoải mái nha. Quất tới. Một mình Vi chấp hết. Xin cảm ơn chị Thư nha. Hello, anh Nguyễn, chị Nguyễn Dung. À, có bạn Hiếu. Dạ yên tâm mà, bạn Hiếu chuẩn bị vào ạ. Bạn Hiếu đang làm đổm chứ. Bạn Hiếu đang làm đẹp ý. Rồi bạn Hiếu sẽ vào sau với cả nhà nha. Không thiếu anh Hiếu đâu ạ. Trời ơi, sếp ơi, lẹ lên. Chế nhắc rồi. Các sếp thì hôm nay sếp đều trai đâu. sếp đang làm đẹp, sếp đang tút là nhan sắc để sếp xuất hiện với các chị, chơi các chị điêu đứng chứ. À, em lên trước tại vì trễ quá rồi nên là Vi lên trước, lát hồi sếp sẽ lên sau nha, các chị cứ yên tâm. Vân đâu rồi? Hello. Vân ơi? Rồi các chị muốn em hát bài gì nữa đây? Giao lưu vui vẻ nha, một ngày nghỉ lễ vui nè, thật là vui, ơi là vui. Ô la 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 la. Ê. Này đi. Ok. Hãy đến với Vi đêm nay. Thật là nồng nhiệt nha cả nhà mình ơi. Đến luôn. Nồng nhiệt đến cả đá đánh mình ơi. Đến luôn. Tình phai. Tình phai à, hát sao em
Vi quen rồi ạ. Vi không nhớ anh ơi. Ê. Dạ không, cái này là thanh niên nghiêm túc, là cái quần chứ không phải là cái váy ạ. Chỉ là nỗi nhớ hắn mà đem chưa là karaoke đó. Yêu là phải thương. Cả nhà mình đâu, chia sẻ cho Vi ạ. Dù em đông nhưng em vẫn nắm đôi bàn tay em yêu thương nhất. Vì em cố chấp không muốn quên hay không thể quên. Người ta yêu thương nhau lâu lắm, em và anh chỉ thời gian ngắn. Em buông tay rồi đâu anh đi đi, em ở lại đây. Vài năm sau anh mới nhận ra em yêu anh hơn tất cả. Dù là em chưa từng nói ra, một thời gian khi không gặp nhau sẽ trở nên xa lạ. Dù hai chúng ta đã từng yêu, mặc cho là anh đang yêu thương ai em không cần quan tâm. Vì thời gian qua hai ta xa nhau mà em đã đau âm thầm. Và nếu em là người đẹp nhất trên đời, chắc bây giờ em đã không mất anh. Dù cho người ta yêu anh bao nhiêu cũng không nhiều hơn em. Là vì niềm tin em trao cho anh đến ngày hôm nay vẫn còn. Cũng thấy khi còn yêu là điều em sợ nhất. Nhưng em vẫn nắm đôi bàn tay em yêu thương nhất. Vì em cố chấp không muốn quên hay không thể quên. Người ta yêu thương nhau lâu lắm, em và anh chỉ thời gian ngắn. Em buông tay rồi đó anh đi đi, em ở lại đây. Vài năm sau anh mới nhận ra em yêu anh hơn tất cả. Dù là em chưa từng nói ra, một thời gian khi không gặp nhau sẽ trở nên xa lạ. Dù hai chúng ta cho là anh đang yêu thương ai em không cần quan tâm. Vì thời gian qua hai ta xa nhau mà em đã đau âm thầm. Và nếu em là người đẹp nhất trên đời, chắc bây giờ em đã không mất anh. Dù cho người ta yêu anh bao nhiêu cũng không nhiều hơn em. Là vì niềm tin em trao cho anh đến ngày hôm nay vẫn còn. Buông tay khi còn yêu là điều em sợ nhất. Vì em vẫn cho là anh đang yêu thương ai em không cần quan tâm. Vì thời gian qua hai ta xa nhau mà em đã đau âm thầm. Và nếu em là người đẹp nhất trên đời, chắc bây giờ em đã không mất anh. Dù cho người ta yêu anh bao nhiêu cũng không nhiều hơn em. Là vì niềm tin em trao cho anh đến ngày hôm nay vẫn còn. Buông tay khi còn yêu là điều em sợ nhất. Vì em vẫn không biết luôn. Bolero Dylan Vy ưu tiên cho anh comment cái bài bolero nào mà anh thích để cho Vy hát cho anh nghe nhé. Đây là chương trình ca nhạc hát theo yêu cầu, không có bán hàng và chưa có bán hàng. Là nếu tất cả mọi người ủng hộ cho Vy nhiều để trang nó lớn chút xíu là công ty sẽ có những dự án mới. Những chương trình mới lạ, đặc sắc, hấp dẫn. Duy nhất, một đêm duy nhất. Cả nhà nhớ follow cho Lan Vy nhá. Hiện tại bây giờ là cái kênh Lan Vy này và Lan Vy Official đều rất là ít lượt follow. Không biết rằng là các anh chị có thấy Lan Vy hay không, mà em thấy cái lượt đăng ký, lượt follow rất là ít. Nó chỉ... so với cái kênh cũ Lan Vy Music mà Lan Vy đã mất thì rất là ít. Hình như là mình lạc nhau quá lâu rồi thì phải. Nên là không tìm thấy nhau, không tìm mọi người không tìm thấy em đúng không?
Bolero Vi là số 1. Anh thích bài gì nè? Mọi người là thấy thông báo của Út này không thấy luôn. Thật, em hình như là mọi người không thấy cái thông báo của em thật. Có nhiều chị vào và hỏi mà mọi người đâu thấy đâu. Nên là bởi vì không thấy nên là các chị cứ chia sẻ cho em nhiều nhiều nha. Cho em xin một cái chia sẻ để cho lan tỏa hơn nè. Nha. Cảm ơn cả nhà. Hello chị Kim Yến nha. Chị vẫn thích bài Chờ Đông. Chờ Đông á. Ok. Bây giờ là theo yêu cầu của anh. Anh gì tên gì em đọc không quên. Đó. Một người anh trai sẽ thích Bolero. Bây giờ thì theo yêu cầu luôn đi. Chị Chờ Đông ha. Chờ Đông cũng là một loại Bolero nhưng mà giai điệu khác. Ok. Bolero. Phê quá. Phê chữ E kéo dài. Phê chữ E kéo dài đúng không chị ơi? Tiếp gì nhỉ? Hay là một ca khúc gì nó cho anh mua lại tàn canh. Ban đầu vô chương trình mà Bolero rồi hết. Mưa lạnh tàn canh. Em tặng cho anh. Để em đọc cái tên của anh. Hello, em cảm ơn bạn sự tùy duyên nhá. Đâu anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Anh bị trôi đâu rồi? Anh ơi. À, cô em hả? Cô em Nguyễn hả? Dạ. Hello anh. Hello Kim Võ. Dạ. Dạ cảm ơn anh nhiều nha. Anh có lời khen em ạ. Trời quá trời và đất. Giờ đúng tâm rồi. Mưa lạnh tàn cách. Cơn mơ. Cơn mê tình ái. Tại chị ta. Em chứa là tại ta. Có nhiều khi em biết là em không nhớ chủ đề cũng nên. Yeah. Chuyến tàu hoàng hôn. Yeah. Nhớ nha. Vi hát là các anh các chị đừng có quên chia sẻ cho em nha. Nhớ chia sẻ cho em đó. Ngồi say mê nghe hát rồi cái quên mất tiêu thao tác á. Ơi bây giờ là em nghĩ rằng là một ca khúc gì đó nó xâm sơ một xíu đi. Rồi mới tới những ca khúc Bolero nó xen kẽ với nhau để cho cả nhà đỡ nhàm chán nha. Cảm ơn các anh chị, ban nhạc thích quá em ơi. Ê, cảm ơn chị Linda, em thấy chị rồi. Hello cả nhà, bây giờ cả nhà remix cho nó vui nhá. Trên sen đi, lát hồi là Vi sẽ hát những Bolero. Thì Bolero là dòng nhạc sở trường rồi. Nên là Vi bao hết, Vi bao sân luôn. Đây. Sợi đồng đấy là quỷ gì ơi? Để em kiếm một bài sợi đồng nè. Đấy em ít đọc được comment quá ta. Nghe em hát 4 năm rồi. Ôi trời ơi cha. Ôi chú cho mẹ ơi. Thương thế gì. Thương thế trời đất ơi. Cưng anh hết sức vậy đó. Remix nè.
chỉ là em muốn ôm chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này, không buông tay. Để cho vì không thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa. Vì là kết thúc sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là vì sai, sai từ ngày lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu. Những nỗi đau không phai nhòa, có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em anh đã đi tìm, như em từng mơ em từng khóc vì ai. Có dối lòng thơ ra mạnh mẽ mà sao trái tim em đau thế này, một lần sau cuối em sẽ thôi khóc. Cũng không thể nào đi chung đôi. Phải là vì sai, sai từ ngày lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những những nỗi đau không phai nhòa, có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em anh đã đi tìm, như em từng mơ em từng khóc vì ai. Có dối lòng thơ ra mạnh mẽ mà sao trái tim em đau thế này, một lần sau cuối em sẽ thôi. Đêm đâu sao đúng không? Theo lời yêu cầu của chị Yên Nghiêm, cho em hỏi là chị Yên hay là chị Yến ạ? Inbox cho em nha, để em đọc đúng cái tên cho nó vui tí, như đọc sai tên nhiều khi các chị buồn mà các chị không nói. Chị Yên Nghiêm hay Yến Nghiêm đó, chắc em nghĩ là Yên. Cho em đọc đúng cái tên chưa? Chúc Lan Vy. Dạ em cảm ơn chị Linda, chúc chị một buổi tối thật vui nha. Vô đây chơi với em là cảm thấy vui rồi đúng không? Nhìn thấy Vy là vui liền. Bây giờ là đêm lao sao cho chị Yên Nghiêm nha. Đêm đâu lao sao. Kiếm cái beat thật là hay chứ, để hay cho các anh chị nghe chứ. Đây. Here we go. Đây.
đêm lo sao. Đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lo sao, cơn mưa nhớ ai. Ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang ở đâu, anh thương nhớ ai. Bao đêm cô đơn vắng ai. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời cuộn bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài cất khâu chờ mong. Chợt nghe như tiếng em cười, cỏ cây như muốn níu chân, nhẹ đắng khúc hát ban đầu dấu xưa tuyệt vời. Một mai anh sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết tha, bài ca in mãi trong lòng sẽ không. Được nghỉ lễ nên vi sung quá trời. Các anh chị chia sẻ nữa thì em sung nữa cho các anh chị kèm nào. Bất quá nhân gian. Oh yeah. Dạ. Các anh chị sung quý vị nha. Đêm đông lâu sao, đêm đông nhớ ai. Đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lo sao, cơn mưa nhớ ai. Ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang ở đâu, anh thương nhớ ai. Bao đêm cô đơn vắng ai. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời cuộn bay theo gió mãi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài cất khâu chờ mong. Chợt nghe như tiếng em cười, cỏ cây như muốn níu chân, nhẹ nâng khúc hát ban đầu dấu xưa tuyệt vời. Một mai anh sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết tha, bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai. Tình yêu như cánh chim trời cuộn bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài cất khâu chờ mong. Chợt nghe như tiếng em cười, cỏ cây như muốn níu chân, nhẹ nâng khúc hát ban đầu dấu xưa tuyệt vời. Một mai anh sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết tha, bài ca in mãi trong lòng sẽ không. Hôm nay đứa nào cũng thanh niên nghiêm túc hết trơn á. Tâm thân bé nhỏ Phan Hiếu xin chào đại gia đình thân yêu của Lan Vy. Lại, có lại cụ. Bây giờ anh chị yêu nào nhắc với Phan Hiếu vậy? Định không lắm nha. Định không lên like mà hôm nay mệt quá. Hôm nay Phan Hiếu mệt và bị khan tiếng. Thế là định không lên nhưng mà thấy Vy gọi quá gọi luôn. Đấy, thôi thì... Có bị hắc xì không? Thương anh chị quá, nhớ anh chị quá. Nhớ. Hai anh em sẽ cố gắng hát. Chứ mai mốt anh em đi show chắc nguyên tuần không có thời gian lên live đâu. À quên à. Nhắc tới show là em mới nhớ là hẹn ngày 4 tháng 5 là Lan Vy và sếp sẽ có mặt tại Bắc
Bắc Ninh. Các fan nào Bắc Ninh đâu điểm danh nào, chúng ta chưa tới bến luôn. Mùng 4, mùng 5 là ở Bắc Ninh, diễn Bắc Ninh. Mùng 6 là ở Thanh Hóa. Anh chị em nào ở Thanh Hóa cho điểm danh cái cơ. Mùng 6 Thanh Hóa. Mùng 6 Thanh Hóa. Mùng 7 anh em lại trở lại Sài Gòn diễn tiếp. Sau đó mùng 8, mùng 9 lại quay trở lại miền Bắc. À, có nghĩa là cái đợt tới là hai anh em là chắc ở miền Bắc nhiều hơn ở miền Nam. Yeah. À, thế là hai anh chị, các anh chị nào mà ở miền Bắc ấy, thì điểm danh. Ai ở Hà Nội điểm danh, ai ở Bắc Ninh điểm danh, ai ở Thanh Hóa điểm danh. Đó là ba địa điểm. Hỏi có thấy chưa? Hai anh em sẽ có mặt ở ba địa điểm đó. Yeah. Có ai chứa không? Có ai chứa em không? Nỗi đau ngự trị nè, dạ có, được. Có ai ở gần sân bay không, đón hai anh em không? Hỏi cái ai chứa không? Có ai chứa hai đêm không? Đón trước đã rồi chứa sau. Chứa sau à? Khi nào mà đồng ý chứa là tất nhiên phải đón, đúng không? 99 kìa, 99 chào Lan Vy kìa. Anh Tuấn Trần. 99 là ở đâu? Anh Tuấn Trần. Hình 99 ở Bắc Giang thì phải. Ui xa thế. Bắc Giang giáp Bắc Ninh. Giáp nhau luôn. À thế à? Ở Bắc Ninh là bao nhiêu anh? Bắc Ninh bao nhiêu quên nó tiêu rồi. Hay như là bao nhiêu quên rồi. Tự nhiên nên like gặp mọi người mừng quá quên luôn. Chứ bình thường là cũng biết hết đấy. Rồi. Niên thiền xíu được rồi. Thế thì nãy giờ Lan Vy hát cũng khá nhiều rồi đúng không? Dạ. Thế thì Phan Hiếu xin gửi tới em ở Nam Định, gần Thái Bình. Quý cô chú anh chị và các bạn một bài hát. Thấy có em Hoa, nhân Lương Thị Hoa nãy giờ yêu cầu bất quá nhân gian đúng không ta? Đấy. Thì hôm nay hát tông tộc Nam đi ha. Đây em bật kìa, tại nó rê kìa, rê thứ kìa. Đây đổi nha. Đây cho. Đây đổi ngôi lại. Đây Vy không hát vào đây, về đấy cho sếp hát. Đúng không? Không phải. Đúng. Dù cho nhân gian kia còn bao niềm vui, chẳng thể uy an tâm hồn ta. Đã qua nhiều và thật nhiều những đắng cay, những khổ đau bao ngày qua. Dặn lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim nhận lại được toàn những xót xa. Khóc cho người một giọt nhân sinh, đến khi quay lại chẳng có ai bên mình. Chẳng ở trên trời cao nào thấu, về tương mang trong trái tim ẩn dấu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng ta. Này chẳng ở trên cao nhìn xuống đây, ai bồn ba gấp muôn nơi trời mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Mới nghe em hát được 20 lần á. Trời. Liều, quá liều lĩnh. Đầu tiên Phan Hiếu hát bài này. Tất cả là nghe Lan Vy hát xong là Phan Hiếu hát. Cảm ơn chị Thu Hiền Lê nhé. Xin cho anh em bất ngập chia sẻ nhé, cho rực rỡ lên. Phan Hiếu bệnh mà Phan Hiếu cũng phải ra hát. Dù cho nhân dân kia còn bao niềm vui, chẳng thể uy an tâm hồn ta. Đã qua nhiều và thật nhiều những đắng cay, những khổ đau bao ngày qua. Dặn lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim nhận lại được toàn những xót xa. Khóc cho người một giọt nhân sinh, đến khi quay lại chẳng có ai bên mình. Chẳng ở trên trời cao nào thấu, về thương nồng trong trái tim hằn sâu. Mỗi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng. Này chẳng ở trên cao nhìn xuống đây, ai bồn ba khắp muôn nơi trời mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết sầu trần gian.
trâu trái tim hằn sâu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng. Cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Oh yeah 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 yeah. Chào anh Trịnh Đức Thi nhé. Anh à, anh Tuấn anh kêu là 99 là Bắc Ninh ấy. À thế nào? Đấy. Mình... Anh. Cảm ơn chị Ca Nguyễn nhé. À cô, hát Hiếu, Hiếu hát hay quá, nhìn mặt hiền lắm. Cháu à, cháu được gọi là cô à. Cháu xin lỗi nha cô Nga Nguyễn nha. Cháu không biết là cô lớn tuổi hay chưa nhưng mà Rồi. Cảm ơn cô ý. Rất nhiều. Mọi người kêu cầu ý, sếp chấp hết. Thế nên làm luôn một bài nữa ha. Tới luôn đi anh ơi. Anh tới nóc cho em. Cả nhà yêu cầu bài gì nhỉ? À hình như cả nhà chưa nghe anh hát rung riêng nhỉ, không chấp nhận nhau nhỉ. Bồi đô luôn hả? Ừ. Hay có nhớ nhỉ? Trời ơi. Có nhớ. Chờ vậy ai chơi lại trời. Trời ơi, bolero. Chắc chót. Chắc tôi chót. Ôi đã cái nương luôn sẽ bơi. Em còn chót mà. Cảm ơn chị Thu Hiền nhá. Hiền vừa đêm che này hay trời ơi, đêm này mất ngủ hôm bữa mất ngủ, hôm nay này mất ngủ đã được chết rồi. Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu, đôi ấm bắt bướm bên góc cạnh cầu ao. Yêu lặng sâu đã đi vào cõi nhớ, thuở ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điệu hò khoan, tình ơi dở dang như lỡ một chuyện xưa qua rồi còn in trong đời, bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời, ai thấu được lòng người tìm quên để vui. Xa rồi nay chỉ là mơ thôi, đừng nhắc làm chi đau nhói tim một người, đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Các chị đang đặt nhìn cái áp đau đầu á. Chị là phải cái gì đó nó sẵn sàng tí, đừng có lắc lắc. Em lỡ rồi, em lỡ rồi chị ơi, em xin lỗi nha. Cả nhà cho hai người bấm cùng chia sẻ nha, chia sẻ nha. Chia sẻ à. Ôi chuyện xưa qua rồi, chuyện xưa qua rồi còn in trong đời, bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời, ai thấu được lòng người tìm quên để vui. Người ơi, người ơi, ngày
ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi. Đừng nhắc làm chi đau nhói tim một người. Đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhói. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Cảm ơn chị Dê Lê nhé, đẹp đôi quá chị Vi ơi. Cảm chuyên ơn chị Lê nhé. Chuyên gia bảo con chữa chở nhé. Thôi còn là con chữa hết rồi. Đêm dài chẳng còn. Thôi. Rồi bỏ qua. Chào Ninh Anh nhé. Chào hai anh chị nha. Chào Ninh Anh. Chào em cảm ơn chị Nancy Dam. Ồ, phải không? Em đọc đúng không chị? Chị này chị Diễm đúng không? Dạ đúng rồi, Diễm đấy. Cái chị mà để nick tên là tiếng Hoa, tiếng Trung. Phan Hiếu đẹp trai nên vì xin cái cặp đôi hoàn hảo và tuyệt vời luôn. Ôi rồi lại xuống nữa rồi. Tê tái không? Trời dạ, ơi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay hai anh em cố gắng hát hôm nay từ mai trở đi lại rất là bận. Chắc xa cả nhà chắc hơn cả tuần đó. Hơn tuần. Rồi, một bài nữa rồi thứ ba rồi sau đó đến Lan Vy hát nha. Nghỉ chưa? Dạ. Để tới đi anh. Tới luôn hả? Để em đọc comment, em tương tác với cả nhà chứ nhiều khi em hát đâu em đâu có được. Em đâu có đọc được cái comment của mọi người đâu. Anh cứ hát đi, em vô tư đi, em ngồi em tương tác. Em tương tác, em chào các anh chị của em nha. 78 chào đại gia đình thân yêu nha. Nhiều khi 78 mọi người không biết đâu á. Phú Yên thắng tiếng. Nếu ta ngược đối đi. Nghe hả? Bài này qua em chưa nghe ra. Châu Khải Phong. Chắc em nghe rồi mà em không biết từ đề. Cặp đôi hoàn hảo. Trời ơi. Cặp đôi bất đắc dĩ. Hiếu Vy bao giờ về 17? 17 là Thái Bình phải không? Đúng rồi. Thái Bình chưa có dịp chị ơi. Dạ. Muốn về lắm rồi, nhớ quê lắm rồi. Cảm ơn Thank you anh Thắng Black. Phan Hiếu xa quê 20 năm rồi. Yêu anh đâu. Ở Sài Gòn 20 năm rồi. Bài này lâu lắm không hát nữa. Cầu luôn nè, sao Út nên rồi với chồng lấy chồng. Chùa mọi ơi, chơi luôn, chơi nha. Tới luôn. Nói dù buồn hả? Không phải. Mà sao? Anh thương Út lâu rồi mà sao không dám nói. Biết. Chơi ha, kệ chơi Quốc tới, mọi người yêu cầu sợ mọi người không hát mọi người buồn. Tới luôn. Hiếu Vy chấp hết. Cái cầu. Gần 400 chia sẻ rồi cả nhà, cho anh em 400, 500 chia sẻ đi. Do, mất các anh nhớ chia sẻ cho em nha. Yêu cầu là em ưu tiên đấy, em ưu tiên hát đấy. Sau bài này là nỗi đau ngự trị nè, trống vắng nè. Lại đọc luôn. Chuẩn bị Út đi lấy chồng rồi. Anh hai có buồn không anh hai? Nỡ dối lấy chồng để anh buồn lòng. Thương nhớ Út đời. Gan thiệt, chưa ai biết hát mà. Lần đầu tiên hát bài này cả nhà ơi. Trời ơi, cái tổ thấy thương ghê. Phan Hiếu thì dìu cho Lan Vy hát nhạc miền Bắc. Còn Lan Vy thì dìu cho Phan Hiếu hát dặn nhạc miền Nam. Miền Tây. Bây giờ nó đang ngửa trị ha. Có chưa được tròn vành rõ chữ thì cả nhà thông cảm nha. Hai lớn lớ. Đang lớn lớ nhưng mà dễ thương chứ bộ. Hát bằng trái tim thôi. Vì sự yêu cầu của mọi người rất là nhiệt tình nên là phải hát thôi. Mà bài này thì Vy hát không có được, không hát một mình được. Đây là phải hát hai mình. Bài gì ạ? Không có, cái bài hồi nãy á. Thì tất cả phải có song ca thì nó mới có nhiều hương vị, nó mới hấp dẫn. Nỗi đau ngự trị.
dù em đã cố nắm tay níu anh, mong manh tình yêu chẳng thấy, hãy cho anh đến gần một chút thôi, quanh đây màn sương kín lối, đừng chạy đi như gió kia thoáng qua, bơ vơ một cánh đồng chiều. Ít nhưng dài lâu đi à, có nghĩa là hôm nay lại thích nghe giọng nam đúng không? Là nghe Vi hát giọng nữ nhiều rồi, hôm nay muốn thử giọng nam, đúng không? Nam đúng không? Ok luôn. Trời ơi, chưa hát bao giờ nhưng hát luôn. Ít nhưng dài lâu, tặng cho chị Thúy Ngô bài Ít nhưng dài lâu nha. Ok, hát hôm nay hát giọng nam đi nha. Ok. Lâu a à, đột tuyệt nhà ô tê được tí bằng năng nữa kìa, tiền thắng tình thua nữa kìa. Cảm ơn chị Kim Phượng nha, chia sẻ cho hai cưng rồi. Yeah, oh yeah, yêu quá. Tập
trang giấy trắng nhật ký anh lưu sao đầy những thói quen em mỗi ngày. Hay hơn ghen giận dỗi trên lối đi trên đường về, khi em giấc say anh ngồi đây. Khi điều anh sợ nhất là mất em nơi đông người, quên nắm tay em mất rồi. Khi điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào, anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều thường hay đưa đón, đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hỡi để yêu thôi quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì anh đã hứa hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hỡi mới biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Đúng ạ. Đúng ạ. À, cảm ơn anh chị Đỗ Trần, Zicky. Hay quá, thích nhất cặp đôi này. Wow, thương thế. Hát hay và đẹp trai, gái đẹp gái lắm. Sướng thế. Sướng. Quên cả mệt mỏi luôn. Hay đâu. Tại vì mấy bài này là không phải phải tủ của anh Hiếu à. Đang cố gắng để tập đấy anh ạ. Lần đầu tiên hát theo yêu cầu. Lỡ hẹn với giống như sống lắm nữa nè. Mai đây trang giấy trắng nhật ký anh lưu sao đầy những thói quen em mỗi ngày. Hay hơn ghen giận dỗi trên lối đi trên đường về, khi em giấc say anh ngồi đây. Khi điều anh sợ nhất là mất em nơi đông người, quên nắm tay em mất rồi. Khi điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào, anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Không nhiều, diều thật nhiều từng ngày đưa đón, đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hỡi để yêu thôi quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì anh đã hứa hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hỡi để biết lúc xa nhau, sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều từng hãy đưa đón, đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hỡi để yêu thôi quên nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì anh đã hứa hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hỡi mới biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Hôm nay được yeah. Khen là được khen rất hay hơn đó nha. Dạ, Phan Hiếu sẽ cố gắng hay hơn nữa để phục vụ quý cô chú anh chị và các bạn à. Ghê. Phải phải. Em cảm ơn em cảm ơn. Hello chị Xuyên Phạm nha. Đó, nhờ có những lời khen cảm ơn, chị Hoàng. Làm cho Phan Hiếu có động lực hát những cái bài mà chưa bao giờ hát. Mà đặc biệt là những bài là hợp với tông nữ, mà giọng nam hát thì phải thực sự là phải cố gắng. Dạ. Chứ không nghe nó chật lất luôn. Nghe khen là phải rồi phải không? À, có động lực liền. Đời mà hoan hỷ đi, khen đâu có mất cái gì đâu, đúng không ạ? Dạ, đó chê là niềm động lực. Niềm động lực lớn đấy. Có nhiều à, có một số anh chị không nhiều thôi, có một hai cái comment mà số anh chị hôm bữa đọc lại, chắc là fan của người khác thì không phải fan của Lan Vy, cho nên là vào nói những câu thật sự là rất là khó nghe, không thích thì có thể đi ra ngoài nghe chỗ khác được mà. Không sao, em thấy là nhiều anh chị thương nhiều hơn đấy. Đúng rồi, lâu chỉ có một hai người thôi. Hai người thì người ta làm đừng vì thế mà buồn, để làm cái không khí nó, không khí chung của mọi người đang vui
Không bao giờ buồn. Không bao giờ buồn chỉ vì những người đó. Dạ. Mình hãy vì những người 500, hơn 500 các cô chú và anh chị đang nghe mình đây này. Đó, vì những người này này. Đoạn tuyệt nha, anh yêu cầu đã. Thầm chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi. Ngày buồn đó tới nay giây phút tôi xa người. Tình đã ua nhau, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Nẻo đường năm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa. Lời nào đã hứa còn lưu giữ chỉ thêm thừa. Người thương ai rồi, người hết thương tôi. Người đâu biết rằng lòng này tan nát tơi bời. Yêu thương cho nhau đẹp trong phút giây ban đầu. Lặng bên lâu ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau. Qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này, anh vui với ai rồi mà tôi đâu có ai. Oan thiên cho tôi là khi đã trao anh rồi. Cả cuộc đời vòng bao nhiêu nào có được gì đâu. Người càng níu kéo càng xui khi biến thêm u sầu. Thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi, để tôi không cười đừng cay đắng đôi bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng. Vòng bao nhiêu nào có được gì đâu. Người càng níu kéo càng xui khiến thêm u sầu. Thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi, để tôi không cười đừng cay đắng đôi bờ môi. Đường tình tao đi là đi vào biệt ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời.
Em cảm ơn anh Đỗ Trần, cảm ơn chị Hương Lan. Dạ, về quá thì Minh Sơn. Chị Hương Lan nha, mãi chơi nha. Mãi bỏ chơi quên em. Hai em nha. Chắc đang đi dạo ở đâu đó. Chị chào Hiếu ở Vi nhé, chị chưa mới về muộn và chia sẻ cho em đây. Trời ơi. Trời ơi. Mãi chơi quên hai em luôn nha. Cảm ơn chị Hương. Cảm ơn chị Miễn Thơm nữa nha. Trời ơi. Dạ, đúng rồi, cạnh người ta đây chị. Có một hai người thôi, không nhiều nhé. Không nhiều đâu. Một hai người thôi. Tại vì các tình yêu ơi, kênh Lan Vi là một kênh âm nhạc hoàn toàn miễn phí 100%. Hiện tại không hề có bán hàng, bán gì hết á. Mọi người anh chị vào đây là thuần vào nghe nhạc, giải trí và nghe nhạc thôi. Chứ không có bán hàng. Đặc biệt đó. Là hát theo yêu cầu nhé. Đúng rồi, đặc biệt là chắc chắn là hiếm có cái kênh live stream nào ở trên mạng hiện tại mà hát yêu cầu theo yêu cầu đầy đủ các thể loại nhạc. Mà hai anh em không hề tập, không hề tập nha. Tại vì hai anh em không có thời gian mà tập, đúng là đi suốt, chạy show suốt thôi. Không có thời gian. Không cập nhật được bài mới luôn á. Thậm chí những cái bài mới bây giờ mới ra bây giờ còn chưa nghe bao giờ luôn, tại không có thời gian mà nghe luôn. Cho nên là có thời gian rảnh thì hai anh em lại quyết tâm cố gắng lên live và phục vụ quý vị khán giả yêu mến hai anh em. Nước mắt cạn dần, đường tiến bằng lăng. Đấy. Tại vì trang Lan Vi Music cũ của Lan Vi mấy trăm ca follow thì đã bị mất rồi, cho nên cái trang này nó mới, cho nên là còn rất nhiều anh chị chưa biết. Cho nên mong các anh chị đang xem live này thì hãy cố gắng lan tỏa, chia sẻ cho Lan Vi một chia sẻ để cho lan tỏa cho những anh chị trước biết tới trang này. Tại vì trang này còn rất nhiều hồi người chưa biết. Hồi xưa là bao nhiêu ta? Trước hơn lần gần 300 ca ha. Trước mỗi lần like là vài ca xem. 300 ca lượt follow. Tại vì cái thời đó cái trang nó lớn. Cái trang này mình nhỏ xíu à. Thật chứ. Nhìn giỡn lèo tèo thấy buồn dễ sợ. Trang này trang mới. Hồi xưa là cái kênh Lan Vi Music á, mỗi lần vô là mấy ngàn người, cảm giác nó phê. Nó sung dễ sợ luôn, tại vì đông quá mà. Đọc nhiều khi đọc comment không kịp luôn á. Mà bây giờ nó lèo tèo, nhìn nó buồn dễ sợ. Đã thế là bây giờ Facebook nó đang bóp tương tác nữa. Rất là cần những anh chị yêu thương hai anh em, cho hai anh em một chia sẻ để lan tỏa rộng hơn nữa. Yeah. Tại vì hiện tại mới có trang mới có 20+ ca anh chị biết tới thôi, còn rất nhiều người chưa biết. Tại vì những cái trang khác họ lấy cái like của hai anh em thì họ up, họ cắt bài ra họ up lên cái trang của họ thì rất nhiều người xem, rất nhiều người biết. Thì không biết sao cái trang chính like chính trực tiếp như thế này thì lại rất ít người biết. Rất buồn. Đời bất công và cộng lông không bao giờ thẳng. Đời bất bình đẳng nên đừng mong giúp thẳng cộng lông. Đây có anh Tùng Trần Văn Tùng yêu cầu bài Đường Tím Bằng Lăng nãy giờ. Nãy giờ yêu hoài luôn. Thôi ok, tặng anh Trần Văn Tùng bài Đường Tím Bằng Lăng nha. Ủa, nãy nhớ anh cũng bảo like cái trước phải không? Ủa, anh nhớ phải cái bữa nào song ca cái thông ca bài gì mà bị đánh bản quyền ta? Ở bên này không? Không nhớ nữa. Bên này không? Em có ghi. Đâu? Nhớ là em có ghi, em chừa ra cái hai bài gì á. Không phải, sợ tiếp gì không? Sợ quá, sợ bài đó quá. Bên nào bài bị... Sợ tiếp gì không? Mấy bài trước em vô tình. Cảm ơn chị Dung. Minh Châu nha. Em cảm ơn chị Kim Hoàng nha. Chúc chị yêu nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị Hồng. Đó. Để với cái nhạc này là thua. Cái gì vậy? Sao tiếp tặng bài Sao Chưa Thấy Hồi Âm đi. Sao Chưa Thấy Hồi Âm. Tặng em trai này đi. Anh biết hát không? Bài đấy là nghe quen nhỉ? Ok luôn. Chưa tập, ok luôn. Quan trọng là có người yêu cầu thì mình cứ hát thôi. Giờ anh hát này, em hát này. Xong ca hả? Xong ca, tới xong ca rồi không nha. Sao cũng đấy bạn ấy chồng là sao? Quá lộn. Sao chưa thấy hồi âm mà? Tại em bấm mà chứ. Sao chưa thấy hồi âm? Karaoke. Yeah. Có không? Không. Này biết nữ. Thì em hát đi. Ok hả? Biết bài đó không? Biết nhá. Bolero một bụng. Cái vòng của em không? Tặng em Nguyễn Chức nha. Không. Em hay anh đừng biết nữa. Tặng cảm ơn chị Kim Trung nha. Hello chị Kim Trung. Xin cùng gọi tên nhau
tiền hát cái beat này luôn không biết ra sao. Chị chào cặp đôi Hoàn Cảnh nhé. Và hello chị Hoàng Diệu, Hoàng Huyền Diệu hay? Hoàng Huyền Diệu. Diệu Hoàng Huyền, Hoàng chắc là Hoàng Huyền Diệu, chắc Hoàng Diệu Huyền, chắc là Hoàng Diệu Huyền nữa. Câu vĩ sông Lam là bài gì đó? Chụp nhìn nhau đây. Hát về mắt. Đổi đi. Trời nó buồn quá nên ạ. Buồn quá mọi người đi ngủ hết á. Hôm nay là chương trình Bolero hả? Solo cùng Bolero 2022. Bolero một bụng. Đôi khi chụp nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào như ngày nào? Kể từ khi vắng anh, em như vai lụa đào, thương thâu đêm giấc mộng xanh xao. Em có bề nào ai đón ai đưa? Chưa là nhạc trẻ mà tập hát Bolero. Đôi khi em chụp nhìn anh, xem đôi tay dẫn phong trần năm xưa. Anh có còn mê sông xanh sao? Anh có bề nào ai đón đưa em? Dạ, hiểu hát tôi đi rồi hay mà. Dạ, em đang tập tập lắm chị Trung ạ. Đôi khi em chụp nhìn mẹ, soi gương trang điểm cho đời thêm tươi. Thương tiếc đời tô phấn hồng sang nhà chồng. Rồi mùa xuân cũng qua mà
trôi theo. Rồi, 8 điểm về chỗ. Giám khảo Bolero Lan Vy chấm cho Phan Hiếu được 8 điểm cho về chỗ. Về chỗ. Tưởng đổi về chỗ luôn. Quẹo trái. Phải tên đấy và tên ra. Ôi 8 điểm được vô vòng trong rồi. Đâu phải vòng giữ xe đâu. Chừng 4 điểm. Ủa 5 điểm. Tầm 5 điểm ra đi ra lấy xe về nha. Hồi nãy thấy bà dì hơn đoàn yêu cầu bài chuyến xe 5 triệu. Rồi kệ cho dì cho mấy con giờ. Cho dì cho mấy con hai dì ngủ á. Chuyến xe 5 dạ. triệu. Cảm ơn anh Đỗ Văn Mạnh nha. Hay lắm em Hiếu ơi. Cảm ơn anh trai. Chuyến xe 5 triệu. Để con biết này hay mà của Thúy Nga rồi. Thúy Nga bị đánh không trời? Bị đó. Hồi thua. Đây. Cảm ơn chị Sơn Hoàng nha. Cái beat của Paris Bên này hay lắm. Paris Bên này hay mà không hát được. Không hát được. Chuyến xe 5 chiều. Tặng cho dì Hơn nha, dì út của con á. Beat này không bằng cái beat kia. Chào chị Huỳnh Thảo nha. Ngồi bên nhau trời mang nhiều chớ treo chi người chưa hề biết quên gì sao ngồi gần như tình nhân si. Em xuống xe lắm đi vào hẻm sâu anh vội theo chân ngõ hồn xôn xao làm quên chuyện ván dăm câu niềm vui gặp gỡ ban đầu trong đám rồi mặt ngoài còn em ngỡ đâu yêu đương như đám lung bình trôi theo con nước vô tình anh lấy vợ người ta giàu có tình em sẽ cát xa tràn biển đông em muốn tìm chồng cho xong nhưng ngại thêm gặp kẻ bạc lòng trên chuyến xe lắm đông người chiều từng cô đơn nỗi niềm chua cay còn đâu một chuyến xe lam ngày nào mong ước vô vàn nay kỷ niệm riêng mình em mang đau lòng quá chị Kim Phượng giờ mới thấy chị comment của chị Kim Phượng kìa. Trời ơi buồn mà nha, xin hai lần rồi mà không nhìn thấy tôi à nha. Ôi chị Kim Phượng em có bài gì vậy? Chị Kim Phượng em có bài gì comment lại nhé. Em cảm ơn anh Dũng nha. Ok không gì ơi. Trời ơi nhiều comment nó không thể thấy hết được đâu chị ơi. Nó bị ẩn đó chị. Thấy ai là hết thôi chứ chờ. Dẫu có tiếng em sẽ cát xa chẳng biết đông em muốn tìm chồng cho xong nhưng ngại thêm gặp kẻ bạc lòng
một mình mà. Xê xê. Chào chị Ngân Thảo nhé. Ê, đứng 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 đứng. Anh có thể để bên kia được không? Tại vì nó chéo chéo, em không có cái diện tích, em không có diện tích đó. Ở đây có anh Đỗ Văn Mạnh yêu cầu bài Tâm Sự Với Anh. Tâm Sự Với Anh hả? Xong ca được nè. Ủa, bữa nay là chương trình Bolero hả mọi người? Hôm nay có vẻ nhiều người thích nghe Bolero nhỉ? Đúng, cũng được, cho một đêm nhạc Bolero cũng được. Lan Điệp 4 đi em. Nước mắt cận dần. Bây giờ là bài gì quên rồi, em quên rồi. Tâm Sự Với Anh trước đi nhá. Tâm Sự Với Anh. Tặng anh Đỗ Văn Mạnh ca khúc Tâm Sự Với Anh nhá. Có Vi này, có Vi và Lê Minh Trung này. Phượng xin đừng gọi tên nhau. Ok. OT chị. Sau này tới bài xin đừng gọi tên nhau. Áo Vi kè. Anh vô tình, anh chẳng hiểu cho em trong những giờ trách em đâu phải để bắt đền, nhưng tại vì anh buồn. Vì hai đứa ta, hai cuộc đời như một, chung một niềm sâu từ lúc tuổi 20. Trong lúc vòng tay anh chưa tròn nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn côi. Thương nhau rồi em thương sợ khi xa em mất đi người yêu. Lòng ước mơ hoa pháo nở đỏ đường, nhưng mong lòng không tròn. Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu. Anh thường bảo rằng tình cảnh dù trong gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng làm thân gái lâu yêu nên sợ thương đau. Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời, cho người yêu con thương con thật nhiều như cháu yêu mến con. Vì ơi hay chăng anh đang khóc thầm vì đôi ta lỡ. Em cam chịu chấp nhận sự yêu anh trong trái ngang khổ đau. Phần số anh thượng đệ như an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Sao thế anh, chắc một mình anh hiểu. Em thường bảo rằng tình cánh dù trong gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. Đó đó, giờ tới hồi buồn là mọi người đi ra hết đó. Giờ mà cứ rồi đi chắc ngủ luôn.
người còn yêu suốt đời. Cho người yêu con thương con thật nhiều như cháu yêu mến câu. Thế anh chắc một mình anh hiểu, em thường bao rằng tìm cánh dù trong gai. Tạc chung tạc chung. Muốn đời muốn kiếp, nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. Cái cậu đó là lâu lắm rồi. Thôi đừng có chê, tại vì có cái cậu đó là tôi đấy nha, ghim bữa giờ thấy không, tự nhiên anh chê rồi cái ổng dừng, ổng ngưng ngay lập tức. Ổng tâm trí để ổng ăn nữa luôn á. Tớ đừng có chê, mình có gì mình đi inbox, mình góp ý nhẹ nhẹ à, mình hoan hỉ đi chứ. Dạ, tại vì đã là ông âm thanh rồi thì ông âm thanh đâu phải là ca sĩ đâu, đúng không ạ? Thì đây là sếp đăng hát để cho nhiều khi á có hai người để tương tác với nhau, để cho nó vui, cái cuộc live stream như này để nó vui, chứ không phải là ca sĩ. Nếu như mà cái ông âm thanh này mà ông là ca sĩ luôn, ông hát kiểu này thì là không hay như ca sĩ yêu cầu của mình á, thì mình la được. Bây giờ là ông âm thanh mà ổng không phải là ca sĩ đấy, nên là hoan hỉ mình bỏ qua nhá. Bạn ơi, bạn inbox mình đi, mai mình mời đến cà phê mình tâm sự nha. Mình tâm sự riêng nha. Tức là không phải vì cái gì mà xóa cái comment, nhưng mà nhiều khi á đang vui mà tự nhiên đọc cái đó bị trùng lại mất tiêu. Mất lịch sự. Đấy. Không phải, đó cũng là một cái góp ý, nhưng mà góp ý chưa đúng. Trời, nói tục mà. Ủa, nói tục hả? Chửi đéo gì đó. Nói tục rồi, nói tục. Những ai mà đã sử dụng ngôn từ không lịch sự là sẽ ban liền. Ban liền. Nói nên là mình nghiêm túc nha. Cho ra đảo. Mình không có ai nữa nha. Thôi, chuyện cổ bỏ qua. Không thích thì có biết nhẹ nhàng cũng được, nhẹ mà gì đâu phải chửi thôi. Tục chi chảy. Chi chảy. Chảy, nói chi chảy ở trang trắng này. Ờ, bây giờ đi cho lên, mọi người lên nóc đi chứ. Buồn cười thiệt. Mình không buồn, mình buồn cười. Khổ ghê. Thật tình á. Chi mà. Mấy người mà sân si thì chắc ở đời này khó mà tồn tại lắm. Đây. Sống nha. Trời. Đừng cái cổ. Ok, tới nè. Tới luôn cho các trẻ nha. Nãy là chị Yên Nghiêm có yêu cầu là bài Một Thời Đã Xa. Bây giờ nhớ về Vi đi. Nhớ về Vi. Tay đâu không xe. Ngồi nhìn mây trôi mãi. Từ Ngồi nhìn mây trôi mãi. Trôi về nơi xa xa.
xa mịt mù. Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên nhau. Những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi mây mang trong đời khi đã xa người. Còn gì trong mong nhớ, tóc em ngày nào xanh như tơ trời. Bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Nhau chiếc lá cua xa cành giờ còn bay về nơi phương ơi. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thường ấy. Nhớ về em trong tiếc nuối, nhớ mong trông chờ trở về chốn xa. Chốn ca suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em. Những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi mênh mang trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tơ trời. Bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Nhau chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ơi. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thường ngày. Nhớ về đi trong tiếc nuối, nhớ mong trông chờ trở về chốn xa. Chốn ca suốt đời này ta vẫn thương nhớ về đi. Cảm ơn. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thường ngày. Nhớ về em trong tiếc nuối, nhớ mong trông chờ trở về chốn xa. Chốn ca suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Đẹp quá. Xin được gọi tên nhau kìa. À quên, không bị dẫn nữa. Tặng chị Kim Phượng chị xin Phượng. Gọi tên nhau nhé. Thôi, trả nợ. Đời quá, đời nợ quá trời á. Nhớ dài ghê. Trời ơi, tối nay mà con hát không in đâu nha. Để inbox là chắc luôn. Bảo gì Phượng? Không hát là in nữa sáng. Bài tình theo vô thế anh hát xong rồi em hát bài hoa nở về đêm là nghỉ xuống lại hát tặng hai anh chị tình thương vô thế của anh chị Dương Nguyễn nhé.
Sau đó đến bài Hoa Nở Về Đêm của anh Tống Đức Tùng nha, Tống Đức Tùng. Các con thuyền cô đơn đấy. Bài này là Em là con thuyền cô đơn. Sau đó là hát hai bài nữa là Hai Anh Em Xuống Lai. Bài đây ha. Ở đây ha. Em cảm ơn anh Tình Ngô ạ. Trời, các chị yêu cầu là bài Lan và Điệp 4 không hát cho chị à? À thế bài đó và bài đó Lan và Điệp 4 là nghỉ. Okay. Tại vì nghỉ lấy sức để chuẩn bị đi ra nước ngoài. À quên, chuẩn bị đi ra Hà Nội quên. Yeah, bây giờ đây. Cô biết tích là được thì nhớ. Bài gì quên rồi? Hoa Nở Về Đêm mà. Hoa Nở Về Đêm và Lan Về Đêm 4. Hoa cho anh gì nhỉ? Hoa Nở Về Đêm. Thử biết này đi. Có biết của Vi mà thôi. Để biết của em đi. Đâu rồi? Lan Vi đâu? Và hồn chiến viên hiện ra đây. Lan Vi. Muốn nó không ra ta? Đó. Dơ. Hoa Nở Về Đêm. Niềm thương mến đôi
Chị sợ là sếp buồn, sếp không lên like nữa. Có đọc được không? Đọc được không? Có nè. Hiếu ơi, đừng buồn nhé. Nhưng nếu không có bạn Hiếu hát phụ Vi thì Lan Vi đuối đó. Cảm ơn chị Đỗ Thị Lụa, Đỗ Chị Lụa. Cảm ơn chị nhé. Đó, mọi người sợ không có Hiếu là hết vui. Lộn, em bám điệp. Lan và điệp 4. Hiếu là dân kinh doanh, dân làm ăn, cho nên là có thể là nói chuyện có thể là không mềm mại như, không khéo như người ta. Tính Hiếu thật thà, thẳng thắn, nóng tính, nổi tiếng ở Sài Gòn mà. Cho nên có thể là không vừa lòng bất cứ một ai đó thì có thể bỏ qua nhé. Mình nhẹ nhàng thôi ạ. Mình hoan hỉ vui vẻ thôi mà, vào trang giải trí mà có gì đâu mà, tại sao mà cứ phải căng thế nhỉ? Sắt nét nhau từng câu chứ làm gì ta. Tặng cho chị yêu cầu nha. Hello Hiếu Roland. Yo. Cố gắng lên Hiếu ơi. Thôi
sản phẩm Người Nở Xa Tôi Hai. Chúc mừng nhạc, chúc mừng nhạc sĩ nha. Bài Người Nở Xa Tôi Một được xem cũng khá là tốt. Tại vì các khúc của nhạc sĩ viết ra hay quá, chạm tới cảm xúc của người nghe, nên là cũng đạt review khá cao, phải không nhạc sĩ? Đấy. Tâm sự mỏng.